Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng. 5 đối tượng gồm Nguyễn Dụng Huyền, Lê Thị Hoa, Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên đều trú tại tỉnh Thanh Hóa. Khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ 16 USB token chữ ký số của 16 công ty, 3 con dấu của 3 công ty cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn. Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và vận tải Hải Phong đăng ký hoạt động từ ngày 30 tháng 3 năm 2022, địa chỉ tại thị trấn Triệu Sơn do Nguyễn Thị Hương đứng ra thành lập, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép. Cơ quan công an xác định công ty này là do Minh, Nhung và Liên điều hành và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế. Xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá dao động từ 2-8% giá trị hóa đơn. Từ tháng 3 năm 2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã mua hóa đơn đầu vào khống với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau. Sau đó xuất khống tổng cộng 580 hóa đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều đơn vị. Các đối tượng còn khai báo từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hóa đơn, hợp thức hóa hóa đơn chứng từ, làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn. Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu, trú tại xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu vào cuối năm 2022, Hiếu liên hệ với gia đình đối tượng Nguyễn Chí Kha, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 6 gia đình có con đã tham gia vụ cố ý gây thương tích tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch để lừa chạy án. Hiếu tự giới thiệu bản thân có quen biết với một số cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Nhân Trạch, có khả năng chạy án được cho Kha được hưởng án treo, chạy được cả hồ sơ vụ án không đưa ra xét xử. Từ cuối tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, bốn đối tượng Kha đã đưa cho Hiếu nhiều lần với tổng số tiền 380 triệu đồng để chạy án. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, người quen lãnh đạo cấp cao để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Và nhiều vụ việc thì các đối tượng đã lừa đảo chót lọt chiếm đoạt tiền của người dân. Tuy nhiên thì mới đây tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, nhờ sự phối hợp giữa cơ quan công an và ngân hàng, một vụ lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản của người dân đã bị chặn đứng. Với lý do phục vụ việc xác minh, điều tra, các đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin về số căn cước công dân, số tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Các đối tượng liên tục điện thoại thúc ép nạn nhân rút hết số tiền gửi tiết kiệm, chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để chứng minh bản thân không tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Nếu không sẽ phải đi tù 3 năm. Nó lại cho cô cả số tài khoản, cả tên của nó đấy. Thế xong rồi cô rút thì cô phải gửi vào theo cái số tài khoản này. Thế mà làm chứ? Ô thế sao rút ra này gửi vào số tài khoản này? Thế số tài khoản này không phải người nhà tôi thì rút thì nó mất hết à? Xong thì cô bảo là chứ không, chúng cháu đây là chúng cháu đang làm thi hành nhiệm vụ, chúng cháu làm như thế này là bảo cô rút ra để sau là xong công việc chúng cháu lại quay lại chúng nó cháu gửi cho cô hẳn hoi như lúc đầu đấy. Xong thì cô lúc đấy cô hơi tin. Do không hiểu biết và lo sợ trước thông tin trên, nạn nhân đã cung cấp cho đối tượng biết bản thân có gửi tại Agribank chi nhánh huyện Tân Yên hơn 200 triệu đồng và ngay lập tức đến ngân hàng để chuyển tiền. Tuy nhiên tại ngân hàng nhận thấy nạn nhân có biểu hiện khác thường, cán bộ ngân hàng đã tạm dừng giao dịch. Vụ việc vừa rồi xảy ra ở Tân Yên cũng là một trong những trường hợp mà chúng tôi đã gần như là cũng đã tập huấn nhiều cho anh em để nhận biết được. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thì chủ yếu vẫn tập trung vào người cao tuổi, nhóm người cao tuổi. Thì ở đây thì chúng tôi nhận biết rằng những cái khách hàng mà nhóm người cao tuổi tự nhiên đến ngân hàng lại rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn chẳng hạn, hay là chuyển một số lượng tiền rất lớn qua tài khoản, và những cái tài khoản đấy là những cái tài khoản của những ngân hàng
số tài khoản rất lạ. Để phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung, lực lượng công an đề nghị người dân cần cảnh giác, thường xuyên bảo vệ thông tin cá nhân, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa biết rõ người nhận tiền, nhận thông tin đó là ai, với mục đích gì. Tuyệt đối là không thực hiện các hành vi như chuyển tiền, chuyển khoản đến các tài khoản mà mình không biết tài khoản đó là ai, không biết người mà mình chuyển tiền đến là ai. Vì việc thực hiện cái hậu quả, qua cái mấu chốt cuối cùng, cái vấn đề là cái dòng tiền là mình không xê dịch thì cái hậu quả nó sẽ không xảy ra. Cái đấy vẫn là vấn đề. Và khi mà có cái sự bất thường, những cái mà nó không theo quy luật thì cái đấy nên có sự trao đổi với những người thân trong gia đình, không nên giấu hoặc là bưng bít thông tin để tội phạm người ta lợi dụng. Để phòng chống tội phạm công nghệ cao, người dân cũng cần thường xuyên cập nhật qua nhiều kênh thông tin các hình thức thủ đoạn lừa đảo, để mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, thủ đoạn tội phạm nói chung, để nhiều người cùng biết và phòng tránh. Tiếp tục thông tin tại Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can đối với Phùng Tuấn Phong, Văn Tiến Hùng, Trần Việt Anh cùng 17 tuổi, Võ Công Như Trọng, Võ Công Như Đức cùng 18 tuổi để phục vụ cho công tác điều tra và mở rộng vụ án. Vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2023, nghi ngờ hai thanh niên điều khiển mang biển kiểm soát của thành phố Đà Nẵng đến tiệm sửa xe máy ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn nằm trong nhóm đã đánh bạn mình, Phong đã tụ tập khoảng 10 thanh niên mang theo hung khí vào đánh hai thanh niên này. Tuy nhiên do chủ quán ngăn cản nên nhóm của Phong đã tấn công, ép hai thanh niên lên xe máy để chở đi nơi khác. Một người bỏ chạy được, người còn lại bị các đối tượng chở đến vườn cọ thuộc phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương, rồi hành hung gây thương tích. Khi người dân phát hiện can ngăn, nhóm của Phong đã chở người này đi nơi khác để tiếp tục hành hung, sau đó thả nạn nhân tự đi bộ về. Tại Lai Châu, chỉ bán số lô đề cho người quen, người mới chơi thì phải được người quen giới thiệu, đồng thời đã sử dụng qua mạng xã hội Zalo, Telegram và Facebook, đối chiếu thắng thua trong ngày rồi xóa tin ngay. Đây là thủ đoạn của ba đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề vừa bị công an tỉnh Lai Châu bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nhà của ba đối tượng Đặng Thị Phương, Nguyễn Thị Tươi và Vũ Thị Thúy, ban chuyên án đã tạm giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đặc biệt tại nhà Đặng Thị Phương, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ 5 gói ni lông, bên trong có chứa chất nhựa màu nâu đen có tổng khối lượng 19,6 gram, đối tượng khai là thuốc phiện và 3 túi mật động vật. Tại cơ quan điều tra bước đầu, ba đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề trong thời gian dài. Số tiền giao dịch liên quan đến hành vi đánh bạc là hơn 9 tỷ đồng. Còn tại Thừa Thiên Huế, với hành vi tàng trữ hàng cấm, đối tượng Đoàn Trân Mẫn trú tại phường An Hòa, thành phố Huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 6 tháng 6, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an thành phố Huế đã phát hiện bà Nguyễn Thị Thỉ là mẹ vợ của Mẫn đang cất giấu tại nhà 1.490 bao thuốc lá Jet. Tiếp tục khám xét tại nhà Mẫn, phát hiện thêm 1.600 bao thuốc lá nhập lậu. Tại cơ quan công an, bà Thỉ và Mẫn khai nhận số thuốc lá lậu trên là được nhập từ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hiện công an thành phố Huế đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá nhập lậu này và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Xin kính chào quý vị khán giả, ngay sau đây sẽ là tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Trần Huy Hoàng, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại 3/421, tổ 38, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Khương Quốc Tuấn, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1cm dưới mép trái. Và đối tượng Trống Quốc Lân, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại 54 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Đặc điểm nhận dạng, đối tượng cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1cm sau cánh mũi phải.
Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.